Tình trạng ô nhiễm rác thải tại khu vực cơ quan Hội người mù tỉnh đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của hội và cuộc sống sinh hoạt của các hội viên, các em học sinh khiếm thị. Cơ quan Hội người mù tỉnh tọa lạc tại địa chỉ số 2 Đồng Xuân, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. Nơi đây trước là khu văn phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố, có tổng diện tích 2.400 m². Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp hơn 1.000 m² cho Hội người mù tỉnh làm cơ quan hội. Tòa nhà 3 tầng trên khu đất là khu vực giáp danh. Tại đây, hội có mượn một số phòng để làm hội trường, phòng làm việc, phòng ở của các cán bộ, hội viên. Ở những phần diện tích không được sự quản lý của Hội người mù, tình trạng rác thải chất đầy từng góc sân và những phòng trống đã gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, sinh hoạt của người khiếm thị. Dây phơi quần áo, khăn mặt của người khiếm thị ngay trên đống rác, học sinh khiếm thị vui chơi bên đống rác là hình ảnh diễn ra hàng ngày. Rác ni lông, ô tô nó đi nó bay vào với lại mọi người nhiều khi là kiểu cũng đến đây hoặc là những một số người thì cũng cứ kiểu vứt đồ, mua xong đồ rồi vứt đồ các thứ linh tinh lại có rác. Ở phía trên thì tôi cũng phơi các cái khăn mặt dùng cho ba mẹ con để sử dụng, đổ nước hoặc là rác thải bẩn thì nhiều những cái con côn trùng nó xuất hiện thì cũng hôi thối làm cho ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Mũi miếc gây bệnh. Chúng tôi đã phải chia ra làm hai buổi. Một buổi xe 7 tấn đã dọn khu vực ngoài xung quanh là gần như là đầy một xe luôn. Và coi như hôm nay xe 1 tấn này nữa chắc phải đầy. Tức là chị em rất vất vả. Thì tôi cũng mong là các anh chị trong cái ban quản lý của khu vực này cũng sẽ nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh, sao cho nó đảm bảo môi trường cũng như sạch sẽ cho các em nó nghỉ ngơi. Thành đoàn Hải Dương từng huy động đoàn viên thanh niên đến dọn rác nhưng không xuể vì lượng rác ở đây quá lớn. Vừa qua, với sự phối hợp của nhóm thiện nguyện Thành Đông, Hội Từ Thiện Đền Đông Giang, các nhà hảo tâm và công ty môi trường đô thị Hải Dương, lượng lớn rác thải tại khu vực giáp danh khu văn phòng Hội Người Mù đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp giải quyết ở phần ngọn. Rất mong chính quyền địa phương có sự quản lý chặt chẽ, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ vệ sinh môi trường để những người yếu thế có môi trường sinh hoạt không ô nhiễm, cải thiện cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.